Thế giới hoàn mỹ tập 281, đường của từng người. Sâu trong hang cổ, bảo quang cuồn cuộn, khí lành trong vắt, thiên tài địa bảo thành đống liên miên. Đây là gì, không phải là loại đất kia đấy chứ, tiếng thỏ nhỏ run run, ngay cả ngón tay cũng thế, cố gắng sờ sờ một chậu sành. Đó là một cái chậu bằng gốm không lớn lắm, hiện màu tím nhạt, đất trong chậu rất kỳ lạ giống như cát, từng hạt óng ánh, tỏa ra từng tia sương mù mông lung đó là tinh hoa của đất trời, tuy nhiên cũng không phải do đất tỏa ra mà là hội tụ từ bốn phương tám hướng lại rồi tiến vào trong đám đất như cắt đó, dẫn tới nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Cả đám đều chạy tới, thấy dáng vẻ kích động kia của thỏ nhỏ đều cảm thấy kỳ quái, không biết đây là thứ gì. Thỏ nhỏ duỗi ra một đầu ngón tay đặt vào đám đất rồi cẩn thận cảm ứng, trong nháy mắt nơi này sáng rực, đám đất tỏa ra ánh sáng muôn màu muôn vẻ, làm cho cánh tay nàng trong suốt và nổi bật vô cùng quỳ ra, nàng sợ hãi kêu thất thanh. Mập mạp lao tới cứu, hắn phóng ra một cước muốn đá bay chậu gồm ấy thế nhưng thỏ nhỏ lại nhanh chân hơn đá bay hắn ra xa. Tào vũ sinh tức giận la hét, hắn có ý tốt cứu nàng, kết quả lại trúng một chiêu thỏ rụa chân. Đây là trí bảo, người muốn phá hủy thứ này à, thỏ nhỏ chừng đôi mắt đó giữ dằn nói, nhưng cũng khó nén nổi hài lòng và vui sướng đây là thánh vật thành đạo sau này của ta, là kỳ chân trong thiên hạ, nó là vạn vật thổ, thỏ nhỏ ôm lấy chậu gốm, dáng vẻ dù chết cũng không buông tựa như sự người khác tranh giành với nàng. Vạn vật thổ, nói là đất còn không bằng nói là một loại bàn nguyên thiên địa, có thể tầm bổ vạn vật, rất thần kỳ. Dù đặt thứ gì vào đó cũng có thể duy trì bất diệt, trông rất sống động. Thậm chí có người nói đây là đất chỉ khi mai táng tiên vương mới dùng, thế nhưng tiên lại trường sinh thì sao sẽ chết đây, không ai biết được. Có truyền thuyết nói, khi sinh linh vô thượng chết đi và nếu được chôn trong loại đất này thì vô tận năm tháng sau sẽ có một ngày có thể thức tỉnh, sống lại lần thứ hai. Tất nhiên, dùng loại đất này để trồng các loại cây còn sống thì hiệu quả càng tốt hơn nữa. Từ ghi chép trên một ít cốt thư, dùng thứ này để trồng dược thảo thì hơi như dùng dao mổ trâu để giết gà rồi. Chỉ có điều, thỏ nhỏ lại có ý định này, nàng phải đi theo con đường tự nhiên, theo con đường của các loại kỳ hoa dị thảo, vạn vật thổ này có thể tầm bổ ra vật linh, chính là linh tính của từng loại vật chất. Vạn vật thổ còn có tác dụng khác, thí dụ như luyện đan, nếu cảm thấy không đủ thì vùi vào trong đất một đoạn thời gian thì cũng có thể tu bổ và trở thành bảo đan hoàn mỹ. Tóm lại, vật này vô cùng nghịch thiên. Vì thế, xưa nay nó đều chưa từng được tìm ra, chỉ có ghi chép trong cốt thư có liên quan, trên thực tế không cách nào gặp được. Không hổ là quái thai cổ đại, ngay cả thứ này mà cũng có thể phát hiện và thu lấy, thanh y cảm thán, thu thập của quân đạo quá phong phú mà. Mấy người gật đầu, biểu thị tàn thành. Quái thai cổ đại, không chỉ có sư môn của bọn họ cung cấp đủ nhiều thần chân, mà ngay cả bản thân họ cùng là nhân vật chính của một thời đại, thiên tàng thu hoạch được vô cùng kinh người mức độ giàu còn vượt qua cả truyền nhân tiên điện, ngay cả thạch hạo của cảm thán. Có thể cho ta hay không, thỏ nhỏ nhỏ giọng nói, mắt to chớp chớp, có chút đáng yêu, ôm chậu gốm không buông. Cho người đó, thạch hạo vung tay nói, vạn vật thù này tuy rằng thần kỳ và quý giá, nhưng đối với hắn mà nói lại là không có tác dụng gì nhiều. Tốt quá rồi, thỏ nhỏ lập tức nhảy lên, suýt nữa lại hôn thạch hạo một cái, thành y ruội cánh tay trắng như tuyết nhanh chóng kéo nàng lại quỳ ra, suýt nữa lại chịu thiệt, cảm ơn thanh y tỷ tỷ. Này, ngụm nước trên mặt trước đây còn chưa khô đó nhen, không muốn chùi giúp ta hà, thạch hạo mặt dày ba thước nói thế. Chệt đi. Cọt ta cọt kết. Xa xa truyền đến âm thanh rột rốt, mọi người đồng thời quay đầu lại thì thấy đà thần thạch đang trốn trong góc và lén lút nhai thứ gì đó. Thạch hạo thoáng cái nhận ra đó là gì, lúc này trợn tròn mắt, gấp gáp lao tới, kêu lên, tên khốn phá ra này đó là một khối hoàng văn thạch với hoa văn đẹp đẽ, tựa như một con chân hoàng ngủ đông, ẩn chứa khí tức đại đạo, vô cùng thần bí. Tại hạ giới, hắn từng chiếm được một khối rồi dung hợp vào trong chiến y kim thân bất diệt khiến cho cấp bậc tăng lên, từ mức tổn hại rồi từ từ mạnh mẽ dần. Lúc bảy thần xuống hạ giới đã phát huy tác dụng lớn. Đây là một loại kỳ thạch vô thượng, khi dung hợp vào trong bảo cụ thì có thể làm cho bảo cụ lột xác và tiến hóa, rất kinh người nơi đây lại gặp được một khối, nhưng giờ bị đà thần thạch ăn mất. Ta chắc chắn sẽ trở thành trí bảo ăn thứ này cũng có thể tiến hóa, không tính là lãng phí mà, đà thần thạch vừa nhai vừa hàm hồ nói. Thấy thạch hạo tranh giành với mình, nó lập tức hóa ra một đôi cánh tay bằng đá rồi bịt miệng lại nói, không được giành, chờ ta lột xác thì đến lúc đó cũng sẽ bước ra bước kia. Tù ra một tia tiên khí, tương lai không những có thể đánh thần mà còn có thể đánh tiên. Ngươi là bảo cụ, còn muốn bước ra bước kia mấy người đều không còn lời gì để nói, tự nhiên là không tin lời vớ vẩn của nó, chỉ là cũng hết cách, đồ vật này đã bị nó ăn sạch rồi. Tiếng ký một chút, coi còn sót gì không, Tào Vũ Sinh nói. Thu thập của quái thai cổ đại vô cùng kinh người, sơ sẩy một chút là có thể sẽ bỏ qua thứ gì đó vô cùng may mắn. Cuối cùng, sau khi bọn họ thu hoạch một đồng lớn thì rời đi, vô cùng vui sướng. Bên ngoài không thể yên tĩnh được, chuyện thạch hạo giết chết đoạn thần tử, đuổi quân đạo truyền tới một ít tiểu thiên thế giới nên đã gợi ra sóng lớn. Trong một nơi cực lạch, linh khí lượn lờ, sương mù mông lung. Ta cũng phải cố gắng thôi, bế quan ngộ đạo, muốn bước ra bước kia, mập mạp tào vũ sinh nói. Trước mặt hắn, cột thư xếp hàng đống, đều là cảm ngộ của tiên hiền, cùng với các quyển sát trận phù văn, tất cả đều sáng rực, đều là kỳ thư hiếm có trên đời những thứ này đủ để cho người người đỏ mắt bởi vì đều là bí điển của những đạo thống đáng sợ nhất thượng giới đế trùng đoạn thần tử quân đạo thu thập của ba người này đều nằm ở đây bọn họ phân biệt đến từ tiên điện đoạn thần lĩnh quân thiên cảnh bất kỳ thư tịch cảm ngộ của vị tiên hiền thuộc giáo nào truyền ra cũng đều sẽ gợi nên náo động lớn hiện giờ ba chồng tương ứng với của ba người được đặt ở nơi này tất cả đều thuộc cấp độ kinh thế Ba đạo thống lớn, vì để bọn họ đột phá bước ra bước cuối cùng nên đã tận hết sức lực. Những thứ này đều là tinh hoa tâm huyết của lớp người đi trước, ẩn chứa quá nhiều chân nghĩa đại đạo. Thành y, thỏ nhỏ cũng đang lật xem đầy mê say, những tâm đắc về lĩnh hội kinh điển của ba giáo này đều là thứ vô giá. Hơn nữa cũng không thiếu cốt thư rực rỡ ông ánh được thu gom một cách bí ẩn của các kỳ tài nổi tiếng qua các thời đại, những thứ này ghi chép các lý giải của bọn họ khi bước ra bước kia, dùng để tham khảo tựa như thể hồ quán đỉnh ta càng ngày càng tin chắc con đường của chính mình, đại đạo tự nhiêu, ta chắc chắn sẽ thành công, thỏ nhỏ tiếp sức cho bản thân. Nắm chặt tay sau đó chớp đôi mắt to nhìn thạch hạo tội nghiệp nói, người có nhiều thánh dược bán thân quả như vậy, có thể cho ta chết lấy một chút xíu, đảm bảo không tổn hại gì, nhiều nhất mỗi cây chỉ mất một miếng nhỏ thôi. Nàng muốn trồng hàng vạn thảo dược để cảm nhận bản chất tự nhiên. Có thể, thạch hạo cười gật đầu, sau đó lấy ra dễ hư thiên thần đằng, nói, trồng nó vào vạn vật thổ đi. Thần Dược hạ, thỏ nhỏ khiếp sợ, sau đó cười ha hà lăn lộn trên cỏ. Lúc đầu hư thiên thần đang giật mình, muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng sau khi nhìn thấy vạn vật thổ thì nhào nhanh tới để đoạt lấy thứ này, dù chết cũng không tư. Thành y than nhẹ, xem hết tất cả cốt thư, đọc rất nhiều cảm ngộ của Thánh Hiền, nên lúc này nàng nhíu mày có chút lo lắng. Sao thế? Thạch Hạo hỏi. Thành y với một bộ tuyết y, tóc đen mềm mại, đôi mắt long lanh, dung nhan tuyệt đẹp không chút tì vết, ngồi xếp bằng nơi đó tựa như pho tượng mỹ nhân tuyệt thế bằng bạch ngọc chỉ là bây giờ nàng có chút lo âu nói ta muốn ra ngoài một chuyến nên kết thúc với nàng mấy người đều ngẩn ra sau đó chợt hiểu nàng đang nói cái gì nàng muốn kết thúc với chủ thân ta đi giúp ngươi thạch hạo nói các ngươi không giúp được thành y lắc đầu nàng muốn bước ra bước kia nhất định chân thân phải đầy đủ sau khi xem qua rất nhiều kinh văn của thánh hiền nên càng ngày càng xác định phải kết thúc với chủ thân thanh y tỷ tỷ chủ thân lợi hại hay không để thạch hạo đi trấn áp thủ phục thỏ nhỏ ác ý kêu lên thoát thanh y liếc nàng một cái lấy ngón tay trắng nọn ấn vào chán nàng các ngươi không cần lo lắng ta có thanh nguyệt diễm dù gặp ai cũng có thể tự bảo vệ mình thanh y nói tiếp nhưng mà thạch hạo cau mày chuyện này ta phải tự giải quyết dù sau đó cũng là một ta khác mà không phải là địch thủ khác thanh y đã có quyết định Ừm, xem ra chúng ta đều phải tự đi trên con đường của chính mình thôi, ta phải đi trận giới càng ngộ vạn trận, chắc chắn phải bước ra bước cuối cùng. Mập mạp nghiêm túc đầy hiếm thấy, hắn cũng phải rời đi, đồng thời nhìn về đà thần thạch hỏi, người có muốn đi cùng ta không? Không, ta đã ăn hỗn nguyên thạch, hoàng văn thạch, thiên mệnh thạch, còn muốn tiếp tục ăn thiên khuyết thạch, thế giới thạch nữa, ta lấy đá thành đạo, cách bước kia không xa rồi, đà thần thạch hùng hồn nói. Mấy người lập tức bỏ qua nó. Ui cha cha! Nhắc đến ăn, ta lại đói rồi, trên người thạch hạo ngươi không phải có thật nhiều đồ ăn ngon đó sao, ta thèm ăn chay quá, thỏ nhỏ nói. Muốn ăn mặn thì nói thẳng cho rồi, mập mạp khinh bỉ. Ngươi không muốn đi trận giới sao, đi đi, ta sẽ trôn ngươi ngay lập tức, sư phụ của ngươi cũng đã nói, sớm muộn gì ngươi cũng bị người vùi trong đất thôi. Sư phụ ta nói rồi, ta chắc chắn thành tiên, cái gọi là bị chôn chẳng qua là một giấc ngủ mà thôi, nhưng trước đó ta chắc chắn phải vang danh thiên cổ, vô địch thiên hạ vì vậy dù cho là một tia tiên khí cũng không là khó được ta sẽ tu thành tạo vũ sinh tiếp thêm tự tin cho mình đừng đi vội lát nữa ăn một bữa no nê rồi còn phải chia thi thể của tiên nữa sau đó quay về tu luyện một thời gian ta nghĩ sẽ có ngạc nhiên vui mừng thạch hạo nói hay lắm ta đói meo rồi đây thỏ nhỏ tán thành cả hai tay hứng thú ăn uống còn lớn hơn thi thể của tiên kia tên béo, đạt thần thạch thì lại hai mắt sáng rực, đặt hy vọng rất nhiều vào tiên thể. Nếu dùng thân thể bình thường hấp thu một ít khí tức tiên đạo thì trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Thành y cũng thay đổi sắc mặt, dung nhan xinh đẹp cũng hiện vẻ mong chờ. Ngay cả thạch hạo, lúc quyết định tu ra tia tiên khí thứ hai thì hắn muốn căn cứ vào tiên thể để phỏng đoán một vài chuyện, những gợn sóng tiên đạo kia có ý nghĩa lớn với hắn. Hơn nữa, ánh sáng tràn ra từ tiên thể cũng có thể tầm bổ tiên khí của hắn anh bạn, ta cần vạn pháp thạch, thế giới thạch, thiên khuyết thạch, có thể giúp đỡ không? Đà thần thạch làm bộ mặt ngại ngùng đầy hiếm thấy, tạo vẻ tội nghiệp trước mặt thạch hạo. Thạch hạo liếc xéo nó một chút rồi nói, đừng giả ngay, làm chút hành động thực tế đi, đi thu dọn sạch sẽ quái vật đầu rồng thân hạc này cho tao, rồi bắt nước hầm thịt. Ta được rồi, đà thần thạch âm thầm lý sự, mỗi lần nhìn thấy bọn họ ăn uống thì nó đều căm giận không thôi, bởi nó chỉ biết trơ mắt mà nhìn. Mà lần này càng quá đáng hơn, lại muốn nó làm phụ bếp, giúp bọn họ làm sạch thân thể có sóng thần lực kinh người kia. Vì suy nghĩ cho sau này nên nó vẫn đi làm, kéo bảo thể khổng lồ kia đến ven hồ linh khí và bắt đầu làm sạch. Uống rượu trước, đây là thứ mà quái thai cổ đại thu gom, hơn phân nửa là thần nhưỡng, thạch hạo lấy ra mấy vỏ rượu ngọn, tất cả đều là chiến lợi phẩm, chỉ là chưa kịp kiểm kỹ mà thôi. Thường quá, tào vũ sinh thắn phục. Ta muốn phá giới, cùng uống một chút, thỏ nhỏ nhìn với vẻ tha thiết mong chờ. Người có nói phá giới, lần nào chẳng phải là người uống nhiều nhất, sau khi say xỉn thì lại đánh túy quyền, mượn rượu làm càn, mập mạp khinh bỉ. Rượu này rất kinh người, sau khi bỏ niêm phong, thần quang mút trời, khí lành tỏa ra, mùi rượu thấm vào tận xương, say cả linh hồn. Tuyệt đối là rượu siêu phàm, Thạch Hạo nói, hắn lấy ra mấy cái chén ngọc đặt trên thảm cỏ thơm, sau đó ngồi trên đất bắt đầu rót rượu. Rượu ngon mùi thơm nồng nặc vô cùng kinh người sau khi vào miệng liền hóa thành dáng lành tầm bổ máu thịt của bọn họ thực xứng danh là rượu tiên nước thánh choáng quá sao mới một chén mà say rồi thỏ nhỏ lắc đầu đây là tinh hoa thần đạo sao ta cũng chịu không nổi rồi tào vũ sinh cũng chóng mặt tuy nói thế nhưng hắn vẫn giành rót rượu sau khi uống vào ba chén, ngay cả Thạch Hạo cũng choáng váng, rượu này quá bá đạo, tuy hương thơm thuần khiết kinh người nhưng độ cồn quá lợi hại, liền thần cũng đều say ngất ngay. Sau khi uống vào chén thứ tư, thỏ nhỏ bắt đầu đánh túy quyền, ngồi nơi đó múa may, tư thế uốn éo, đồng nghiêng tây vẹo, ngày thơ đáng yêu. Mà Tào Vũ Sinh thì lại công mông loay hoay bố trí sát trận trên mặt đất, là hết om sòm, hắn đã ngộ đạo rồi riêng Thạch Hạo thì lại nhìn vào chiếc cổ đẹp đáy trắng ngần như thiên nga của Thanh Y, cảnh tượng kiều diễm ập mặt mắt, hắn chạm cốc liên tục, phải tiếp tục uống nữa. Thanh Y ngồi xếp bằng trên thảm cỏ xanh, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ đỏ bừng cùng chút ít mơ màng, nàng cũng say. Sợi tóc của nàng bóng lưỡng như lụa, mi dài rung rung, cặp mắt to vốn rất linh động giờ có thêm chút mê ly, đôi môi mọng đỏ trơn bóng tươi đẹp đầy gợi cảm khẽ hé, luồng hơi thở mang theo hương rượu, hàm răng trắng như ngọc lấp loài ánh sáng. Không thể không nói, loại rượu này quá mức siêu phàm, ngay cả cao thủ thần cấp cũng say ngất ngay, nàng ngồi ngay sát Thạch Hạo, hai người cùng chạm cốc và uống cạn ly thứ năm. Thạch Hạo và nàng tựa vai nhau, hắn có thể cảm giác được vẻ mịn màn của chiếc cổ trắng loáng cùng với da thịt nhẵn bóng và làn hương cơ thể như hoa lan của nàng. Thành y tuy say nhưng vẫn còn chút tỉnh táo, cử chỉ của hai người quá thân thiết mà nơi cổ còn bị người khác khoát lấy, việc thân mật như vậy khiến da thịt như ngào voi lập tức căng thẳng. Ở Nàng tức khắc đập chén rượu lên trán thạch hạo, từng giọt rượu trong suốt như hồ phách pha chút vàng bắn tung tóe lên trên người của cả hai. ngô cô hai linh phí đó, đầy là thần tử, thạch hạo lớn tiếng nói. Thành y áo trắng như tuyết, vẻ đẹp như mộng ảo, da thịt dường như chạm vào là rách lúc này trơn bóng, gương mặt mềm mại vương vài giọt rượu, chất lòng óng ánh hoa lẫn cùng khuôn mặt trắng trèo khiến lòng người rung động. Thần suy quỷ khiến thế nào mà khi Thạch Hạo nói nàng lãng phí xong thì lập tức kề sát lại, sau đó uống một cái, nuốt sạch giọt rượu vương trên mặt nàng, mùi hương quá khó quên. Áo trắng xuất trần, thanh y khuynh thành tuyệt thế, cơ thể bỗng căng thẳng, vẻ mặt cứng đờ, dù say cỡ nào thì lúc này cũng tỉnh táo lên không ít nên kinh hại thét lớn, phù văn tỏa ra hồng đánh bay Thạch Hạo. Nhưng mà, hiện giờ Thạch Hạo đã bước ra một bước được xem là cuối cùng kia, tu ra một tia tiên khí thì thực lực mạnh mẽ dường nào, lúc này bảo quang trong cơ thể lóe lên tự động phòng ngự. Lúc bị công kích thì bản năng của hắn tự động phản ứng nên phản kích bắt lấy cánh tay trắng nõn mịn màng của thanh y, bàn tay hắn phát sáng. Lòng bàn tay mở ra rồi vỗ nhẹ đánh tan những phủ văn kia, thuận thế ôm lấy eo nhỏ xinh xắn của nàng. Hích, các ngươi đang làm gì? Thỏ nhỏ vừa đánh túy quyền vừa nức rượu trừng đôi mắt to mơ mơ màng màng nhìn hai người. Cuối cùng hai người cũng tỉnh táo lại. Thanh y thoát khỏi cánh tay ấy, xấu hổ cúi đầu, sợi tóc bay bay, eo thon thướt tha đong đưa vùng thoát, bàn tay ngó sen phát sáng ném Thạch Hạo ra ngoài. Ông. Thạch Hạo tỉnh lại, lần này chưa kịp phản kháng thì đã rơi đè lên người Tào Vũ Sinh. Quỳ cha, trận pháp của ta, đại đạo của ta, sao hạ xuống thiên kiếp đánh ta vậy, muốn ngăn cả ta thành đạo sao, tên béo kêu to. Rượu này, có chút lạ, Thạch Hạo lắp mạnh đầu, hơi tỉnh táo lại thì rất giật mình, sao lại có thể say cả nguyên thần mạnh mẽ đến cảnh giới của bọn họ thì làm gì có rượu nào có thể say, nhưng trước mắt mới có mấy chén thôi cũng đã thành bộ dáng này nên có chút thất lễ. Này, tỷ tỷ, hai người sao lại ôm nhau như thế, thỏ nhỏ quấn lấy không tha, cặp mắt to mông lung láo lên hỏi hai người. Nói bậy gì đó hả, người nhìn lầm rồi, gương mặt như ngọc ửng hồng, dung nhan tuyệt thế có một tia giận dữ và xấu hổ liếc nhìn về thạch hạo. Vậy vì sao ngươi xấu hổ, thỏ nhỏ gạn hỏi cạn kẽ. Thanh y hít sâu một hơi, vận chuyển đạo pháp để bình phục nỗi lòng của mình, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nhưng rồi nhanh chóng liên tưởng đến hình ảnh lúc nãy. Nàng nhịn không được nên vỗ vỗ gò má nóng rát của mình, vừa nãy nơi đây có vương vài giọt rượu mà tên khốn kia lại cứ thế mà uống. À à, thanh y thực sự chịu không nổi, sau khi tỉnh táo lại thì rít lên một tiếng, trong phong thái tuyệt thế mang theo một phong vận khác lại khiến rung động lòng người tỷ tỷ phải hiền thục thứ, sao cứ kêu loạn như vậy, thỏ nhỏ không hiểu nên lên tiếng khuyên. Phải hiền thục, được rồi. Thanh y khống chế tâm tình của mình, cô nén kích động muốn đập thạch hạo một trận để bản thân bình tĩnh lại, tuyết y xuất thế, cuối cùng cũng trở lại dáng dấp tiên tử thánh khiết thường ngày. Rượu này có gì đó quái lạ, vận chuyển cốt văn thì có thể giúp bản thân tỉnh táo một chút, có thể ngộ đạo. Đây là phát hiện của Thạch Hạo, hắn được gợi ý từ trong trạng thái của mập mạp tàu vũ sinh, sau khi thử thì thấy quả là vậy. Rất nhanh, Thành Y, thỏ nhỏ cũng ngồi xếp bằng xuống để cảm ngộ đại đạo của bản thân, lúc này ai nấy đều rất khiếp sợ, sau đó hoàn toàn tĩnh tâm, từ từ rơi vào trạng thái không linh. Đây là một loại cảm giác rất kỳ lạ, tuy vẫn còn chút men say thế nhưng lại rơi vào cảnh ngộ đạo, thứ này làm cho người say say rồi sẽ chạm đến các loại vết tích đại đạo, dòng chơi trên đường lớn. Cũng không biết qua bao lâu, cảm giác cơn say tan hết thì bọn họ cũng từng người tỉnh lại từ trong cảnh ngộ đạo ở cấp độ sâu. Thật lạ, ta vẫn muốn uống nữa, thỏ nhỏ là hết. Thật là thần kỳ, Tào Vũ Sinh cũng nhìn vào rượu rồi nuốt nước miếng. Ừm, cảm giác không tệ, thạch hạo gật đầu. Chỉ có thanh y với áo trắng tung bay không nói gì cả, nàng có loại ý vị xuất thế và trầm lắng thỏ nhỏ với dáng vẻ ngây thơ nói, ta nghĩ ra rồi, tỷ tỷ, tỷ vẫn chưa trả lời ta đây, vừa nãy ta rõ ràng nhìn thấy hai người ôm nhau, thạch hạo còn uống rượu trên mặt tỷ nữa. Thành y khó giữ được khí chất tiên tử nên kéo kéo tay nhỏ của thỏ nhỏ lại, nói, ngươi nhìn nhầm rồi đó. Không có, tuyệt đối không nhìn nhầm, thỏ nhỏ lớn tiếng nói. Con nít con nôi, ít nghĩ bậy đi, thành y gõ cái bịch lên chán nàng. Rượu này cũng được đó, thạch hạo khen rồi liếc một chút cò má thanh y thỏ nhỏ cười hì hì không ngừng, thanh y thì quay đầu đi lộ ra ánh mắt giết người trưởng hắn. Tào Vũ Sinh cười ha ha, nói, sao ta lại thấy vừa này mình đã bỏ qua chuyện gì đó thì phải, chắc do quá tập trung vào ngộ đạo, hay để ta bói cho các ngươi một quẻ. Người còn biết bói toán nữa hả, thỏ nhỏ kinh ngạc. Đó là đương nhiên, sư phụ ta còn tính ra được thiên cơ, cũng biết một, hai chuyện tương lai là chuyện nhân duy nhất của lão, ta thế nào cũng phải biết một chút chứ, mập mạc vô cùng kiêu ngạo hắn lập tức lấy ra một ít mảnh vỡ mai rùa trắng như tuyết, mỗi một mảnh đều trong suốt, hoa văn được bố trí thần bí phức tạp, nhìn qua thì biết chính là bảo vật thần thánh. Rột rột rột. Mai rùa rơi trên đất, mập mạp nghiên cứu tỉ mỉ một hồi, nói, quẻ này sao lại sai thế này, rõ ràng bói cho hai các ngươi, nhưng giờ lại thành ba người quấn chặt lấy nhau, lại nhiều thêm một người. Mập mạp, người suy diễn lung tung gì đó, thanh y ngăn hắn lại. Há, quên mát, còn một chủ thân, tên béo ngẩng đầu nhìn nàng, nói, xong, bị ngươi liên lụy, chủ thân cũng sắp suy xẻo rồi. Bùm! Tào vũ sinh bay vút lên trời cao, hắn bị thanh y đánh bay lên không trung, sau đó kêu to rơi xuống một ngọn núi. Sư phụ ta nói rất đúng, đạo suy diễn và bói toán là nguy hiểm nhất, sơ sót một chút là gặp nạn, tào vũ sinh tức giận thực tế thì hắn cũng không bói toán gì cả chỉ ném đại chiếc mai rùa này tuy nhiên phủ văn trắng như tuyết trên mai rùa kia lại không ngờ tổ hợp thành một hoa văn và đã bị hắn nhìn thấy chút ít tên béo chuột dạ thu hồi mai rùa đây là bảo cụ phòng ngự của hắn nên không dám tùy ý quang loạn Thầm quá Mùi thỏ nhỏ rất thính ngay được mùi thịt ở nơi xa đi thôi bắt đầu chén nào thạch hạo nói phía trước có một cái hồ nước trong xanh linh khí lượn lờ không ngừng bốc lên đà thần thạch vô cùng suốt sáng. Sau khi xử lý gọn bảo thể đầu rồng thân hạc kia, thì cho vào trong đỉnh bắt đầu hầm. Hắn dùng lửa đại đạo đốt đỉnh, cuối cùng mùi thịt thơm lừng bay ra. Không xong rồi, ta mệt gần chết. Tên khốn này đúng là kim cương bất hoại, đến giờ vẫn chưa chín như nữa chứ? Đà thần thạch kêu khổ. Một đôi cánh hạc long huyết được giữ lại đã gác lên trên đống lửa đang cháy. Lúc này mặc dù đã vàng óng, nhưng vẫn chưa chín mềm. Đương nhiên, dù là đỉnh hay là thanh đồng để quay cánh hạc đều ẩn chứa quy tắc không gian, nếu không thì căn bản không thể chứa được thân thể như ngọn núi nhỏ kia, hiện giờ xem ra, cánh hạc nọ cũng không phải lớn bình thường. Để ta Thạch hạo ra tay, đồng thời lấy ra kim văn bạch hổ, sau khi vệ sinh sạch sẽ ven hồ thì đặt vào trong đỉnh, hầm chung với nhau. Một nồi hổ rồng, tào vũ sinh lớn tiếng khen. Một rồng một hổ đều phát sáng và dung hòa với nhau, thần hà dâng lên và cộng hưởng. Tất nhiên, chắc chắc là rồng kia mạnh hơn, thân thể ẩn chứa vật chất thần tính kinh người, còn kim văn bạch hổ được cho vào sau, nhưng độ dục của thịt lại bằng thịt rồng bò vào trước. Sau đó không lâu, mùi thơm tràn ngập nơi này, một nồi hổ rồng ra khỏi nồi, còn có cánh hạc vàng óng tỏa ra hào quang bên cạnh, hoàn toàn đã nướng chín. Ngoài ra, còn có mùi thơm của rượu, cả đám nhanh chóng vùi đầu ăn. Bọn họ vừa hưởng thụ vị ngon vừa ngộ đạo, cảnh đẹp bên trong hồ nhỏ linh khí lượn lờ trước mắt, thực là thoải mái nói là ngộ đạo nhưng dưới vị ngon này lại có hai kẻ tham ăn như thạch hạo và thỏ nhỏ thì nhất định hương vị cũng biến đổi cuối cùng thanh y và tào vũ sinh cũng bị liên lụy đến thất thần không tập trung được ồ ta rõ ràng nhìn thấy một con phượng hoàng trắng như tuyết mà thỏ nhỏ dụi mắt nhìn bờ bên kia hồ nước một con chim thần trắng không tì vết cánh chim óng ánh thật hoàn mỹ tào vũ sinh thán phục thật thật là phượng hoàng thanh y cũng khiếp sợ khi bọn họ bắt đầu phân tâm không ngộ đạo nữa thì hơi mê lập tức tràn tới cảm giác có chút lờ mờ khi nhìn bờ hồ bên kia thì tựa hồ thấy một con tuyết hoàng không nhầm đâu thế gian này rất khó để nhìn thấy thiên phượng thuần trùng thạch hạo lầu bầu nói chỉ là khi hắn liếc nhìn về bờ bên kia thì cũng ngẩn ngơ ở đó có một con chim thần trắng long lanh tựa như là một tác phẩm hoàn mỹ nhất của trời xanh phiêu giật và xinh đẹp tuyệt trần trắng loáng thần dị quả tựa như tuyết hoàng gặp quỷ rồi, ta thấy một con phượng hoàng, tào vũ sinh lắc mạnh đầu để mình tỉnh táo lại. Đẹp đến hoàn mỹ, quá xinh, thỏ nhỏ kêu la. Chắc chắn ăn rất ngon, thạch hạo thần kinh vững vàng, lên tiếng nói tựa như là một phản xạ có điều kiện vậy. Người đang nói lung tung gì vậy, đó rất có thể là một con tuyết hoàng, thành y tức giận lườm hắn. Tuyết hoàng gì, ta thế nào nhìn quen quen, trước đây tựa như bắt được một con tương tự, Hạch Hạo càng nhìn càng quen mắt, đồng thời càng cặp mắt lờ đờ hơi men càng mông lung, rồi lại uống thêm chén nữa, nói, có chút không giống, trên trán con này có vằn vàng. Nổ, thỏ nhỏ trợn trắng mắt, căn bản không tin hắn bắt được một con. Mập mạp tào vũ sinh cũng biếu môi, cho rằng hắn say rồi. Người có thể yên lặng chút không, thanh y quát hắn một câu, bởi vì nghĩ đến một màn uống cạn rượu trên gò má kia thì lại càng thêm xấu hổ tuyệt không gạt các người đâu. Thạch hạo cuống lên, phun ra mùi rượu, nói rằng đó không hề có nửa lời gian dối, đều là sự thật. Chính xác trăm phần trăm, năm đó lúc mới tới thượng giới, ta thật sự bắt được một con ngân hoàng, còn đặt tên cho nó nữa kia là bạc, thạch hạo nói. Tất cả đều không biết, ở bờ bên kia, cọng lông vũ trên đầu của con phượng hoàng trắng như tuyết nọ đều dựng đứng, mắt sáng rực nhìn tròng trọc vào hắn. Hắn mang theo men say, tiếp tục giải thích, nói, tại hạ giới, ta có nuôi một con đại hồng biểu, hàng phục nhị ngốc tử, còn bắt được một con tam hắc huyền quy. Vì thế vốn muốn đặt tên cho con ngân hoàng kia là tứ ngân, kết quả nó sống chết không chịu thế nên mới gọi nó là bạc. Lúc nói những câu này thì hắn không biết được đôi mắt của con chim thần đẹp tuyệt trần ở bờ đối diện kia như muốn phun lửa, lồng chim toàn thân trắng như tuyết dựng đứng lên, óng ánh rực rỡ các ngươi không tin thì có thể hỏi đà thần thạch, nó cũng có mặt, có thể làm chứng, thạch hạo nói, dầm một tiếng lại uống xong một chén rượu lớn, lúc này thì càng thêm say. Đà thần thạch tựa như người, là một động tác có độ khó cực cao đối với nó, hoạch một tiếng, chạy. Bởi vì nó nhìn thấy con tuyết hoàng kia bay tới, cánh chim óng ánh phát sáng, quá kinh người. Thạch hạo say, còn nó thì không. Tuyết hoàng hạ xuống bờ bên này, hóa thành một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc màu bạc ống à là lướt đi tới. Hoàng Điệp vỗ cánh, nhắc nhở Thạch Hạo. Nhưng vì hắn quá say, còn đang giải thích cho thỏ nhỏ, thanh y, Tào Vũ sinh hiểu nên không để ý. Ta quả thật bắt được một con tuyết hoàng như thế mà, chỉ là trên trán con kia không có hoa văn màu vàng lúc đó ta còn ôm nó trong ngực, tự tay cắt tỉa lông chim. Dưới mấy chục lượt cắt sệt sệt thì lông chim dài thành ngắn, đến sau cùng khá giống bổ câu trắng đền hồ, thiếu nữ tuyệt địa kia với ánh mắt sắt bén gần như có thể giết người, thế nhưng điệu bộ vẫn thức tha tao nhã như trước đi tới, đây chính là khí chất cao quý trời sinh. Người nói rằng mình đã ôm tuyết hoàng, còn cắt tỉa lông chim nữa hà, thỏ nhỏ trận mắt hỏi, tuy nở nụ cười tươi giói nhưng hơi có vẻ ác ma. Đúng thế, lúc đó cắt tỉa cho nó gọn gàng, thạch hạo nói, dầm một tiếng, lại uống tiếp. Lúc này, Hoàng Điệp dùng cánh che mặt mình lại, nó không đánh lòng nhìn và cũng lui về sau trốn sang một bên. Cuối cùng, thiếu nữ tóc bạc đẹp tuyệt trần cũng tới gần rồi, đôi mắt phun lửa, khí thế ấy gần như phả thẳng lên mặt Thạch Hạo. Hai, sao ngươi càng lớn càng giống nó thế chứ? Thạch Hạo say khước tới mức cặp mắt mờ tối, hắn chỉ chỉ thiếu nữ vì quá say nên ngã lăn xuống dưới đất. Thiếu nữ tóc bạc dáng vẻ là lướt, mặc dù mắt như đang phun lửa nhưng cử chỉ vẫn tao nhã, gót sen huyền chuyển, yêu kiều thướt tha đây là một loại khí chất cao quý bẩm sinh. Chúng ta từng gặp nhau, thạch hạo líu lựa chào. Đôi hàng mi của thiếu nữ tóc bạc cong cong, mắt to linh động bắn ra tia sáng sắc bén, miệng anh đào nhỏ nhắn trong lúc khép mở lộ ra hàm răng trắng như tuyết đang âm thầm ma sát với nhau. Thạch hạo nghiêng đầu, mắt đầy sao, sai đến nội đứng không vững, nhìn thiếu nữ tóc bạc có dung mạo khuynh thành trước mặt, đưa ra nói, ôi, giống nói thiệt đó chỉ là trên trán có thêm một phù văn màu vàng, những thứ khác đều giống nhau mái tóc bạc của gia nhân phất phới, phát ra tiếng kêu như phượng hót, hào quang sáng chói tỏa ra, một ngọn lửa màu trắng từ trong miệng nhỏ cuộn tới, chớp mắt bao phủ lấy Thạch Hạo. À, đau. Thạch Hạo phát ra tiếng kêu sợ hãi, đây là lửa phượng hoàng, bắt nguồn từ một mạch tuyết hoàng, người bình thường căn bản chịu không nổi, tuy nhiên ngoài cơ thể hắn tự động xuất hiện phù văn, động thiên duy nhất hiện lên bảo vệ bản thân. Bạc, người thật sự là bạc mà ta nuôi sao, Thạch Hạo từ trong men say tỉnh táo phần nào thiếu nữ tóc bạc nghe đến chữ bạc thì kích động nghiến răng nghiến lợi, vầng trán trắng loáng hiện ra từng đường đen. Nghĩ đến chuyện tình hai năm trước thì nàng muốn ói máu, đường đường là thiếu nữ thiên kiêu của cả bộ tộc, có khả năng tiến hóa thành tuyết hoàng, được xem như thiếu nữ thiên tài truyền kỳ. Kết quả bất ngờ lọt vào tay tên ma đầu này, lồng vũ bị cắt tỉa đến thảm thương, nắm cặp cánh vàng của nàng, kéo lông vũ của nàng, vừa vò vừa mân mê, quả thật không thể tưởng tượng được. Giờ nghĩ lại thì vẫn có cảm giác muốn ngất đi, đây là khoảng thời gian tăm tối, là quá khứ đầy máu và nước mắt, trải nghiệm nê vết quá đáng sợ. Có thể làm cho Minh Châu mạnh nhất trong lịch sử của Mạch Tuyết Hoàng có loại ý nghĩ vô cùng đáng sợ và thê thảm này, Thạch Hạo cũng coi như là người đầu tiên. Thiếu nữ tóc bạc trước giờ đều chưa từng kể cho ai về khoảng thời gian này, ngay cả người trong tộc cũng chưa, dù sao thì nàng cũng khó mở miệng, nhưng không nghĩ tới. Lần thứ hai ngẫu nhiên gặp gỡ, tên khốn này lại đứng trước mặt mình nhắc lại chuyện xưa, khoác lác với người khác, thực sự muốn nhịn cũng nhịn không được. Vèo Trong đôi mắt bạc của nàng bắn ra hai tia sáng bạc tựa như mặt trăng rơi xuống, ánh sáng trói lóa mà minh mông khiến cho hư không đều tan vỡ. Ngoài cơ thể thạch hạo hiện lên một tia tiên khí thần thánh mà an lành nhanh chóng chặn lại phủ văn, động thiên duy nhất vô cùng nhu hòa bao phủ bản thân, tia sáng kia không cách nào tổn hại được hắn người đã tu ra một tia tiền khí, thiếu nữ tóc bạc không cam lòng đồng thời cũng chấn kinh. Rất rõ ràng, nàng cách táng giới rất xa, kết quả trận chiến đó chưa hề truyền tới tai nàng. Bạc, thật là ngươi, quá tốt rồi, thực sự là trái đất tròn, thạch hạo khi say thần kinh cũng lơ ngơ, quả thật không biết chữ bạc có lực sát thương thế nào trong lòng cô gái tuyệt lệ phía đối diện. Thiếu nữ tóc bạc lập tức tỉnh táo lại từ trong đội khiếp sợ, hàm răng óng ánh nghiến kèn kẹt không ngừng nói, tức chết đi mà. Soạt, nàng nhanh chóng lao tới, hai tay kết ấn, thân thể phát sáng đồng thời nhảy lên xoay tròn, đuôi đẹp trắng như tuyết bên trong quần dài quét tới đánh về Thạch Hạo. Cẩn thận, đừng đá chân, Thạch Hạo vẫn còn đang say, dùng cánh tay đón đỡ, nhẹ vang lên một tiếng phịch. Trong tiếng phượng hót, các loại phủ văn tỏa ra, tất cả bảo thuật đều đánh về Thạch Hạo, đây là thần thông của mạch tuyết hoàng. Nhưng mà động thiên duy nhất cùng tia tiên khí kia đang kết hợp với nhau, đánh văng phủ văn kinh người, thành công cản lại được ép ta dùng thần thông cấm kỵ mà, thiếu nữ tóc bạc nghiến răng, dấu ấn màu vàng nơi mi tâm bắt đầu phát sáng. Nàng thực sự tức điên người, trước kia bị bắt, dù lông vũ toàn thân trắng như tuyết bị tỉa lầm trầm thì qua coi như qua đi, giờ còn bị chế nhạo làm cho nàng khó có thể mà nhị được. Này, bạc, ta là ân nhân cứu mạng ngươi, người sao lại đánh ta, thạch hạo phà ra hơi rượu, mặt vô tội và khó hiểu thiếu nữ tóc bạc ngẩn ngơ nàng rất hận thạch hạo nhưng cũng biết ngày đó có thể thoát khỏi khu vực này đều là nhờ thạch hạo mang nàng đi vì vậy hai năm qua nàng không có trả thù hôm nay gặp lại cũng chỉ là bị lời nói của hắn kích thích nên không kìm chế được mời ra tay chuyện gì ra chuyện đó ngươi làm nhục ta trước ta muốn đòi lại công bằng thiếu nữ tóc bạc đáp xuống đất tuy tức giận nhưng cử chỉ vẫn rất tao nhã đây chính là do ngươi không đúng, nói thế nào thì ta cũng cứu mạng ngươi, nếu như ngươi muốn ân đền oán trả thì tới đi, hơi men cho người thạch hạo giảm xuống, càng lúc càng tỉnh táo. Vừa nói thế, thiếu nữ tóc bạc ngược lại rồi lộ vẻ do dự, trước kia tuy tức giận bất bình, một bụng lửa giận, thế nhưng nếu thật làm lớn chuyện với thạch hạo thì lại không hay. Nàng lập tức khựng lại, mấy lần giơ tay muốn hành hạ thạch hạo một trận nhưng rồi lại thả tay xuống. Hóa ra là người mình, ngồi xuống uống hai chén rượu hà giận đi, Tào Vũ Sinh tiến lên nói. Tỷ tỷ, người và ta đều giống nhau, đều có mái tóc bạc xinh đẹp, vừa nhìn là thấy hợp nhau rồi, thỏ nhỏ cũng cười hì hì tiến tới chào đón, nằm lấy cánh tay của nàng. Thanh Y cũng cười nhẹ, hỏi do đầu đuôi để hòa giải ân hoán. Đến lúc này, đà thần thạch không nghĩa khí cũng xuất hiện lại. Ngày đó, lúc nó và Hoàng Điệp chờ thạch hạo ở ngũ Hành Châu thì Ngân Hoàng tỉnh lại, sau đó hóa thành thiếu nữ tóc bạc đánh cho nó kêu cha gọi mẹ, chạy trốn mấy trăm ngàn dặm trong lòng vẫn còn ám ảnh. Tỷ tỷ là tuyết hoàng, quá kinh người mà, thỏ nhỏ thán phục, sau khi hiểu chút ẩn tình thì nàng giật mình, há to miệng kinh ngạc. Còn chưa phải, chỉ là có hy vọng tiến hóa đến bước kia thôi, thiếu nữ tóc bạc tuyết lâm nói, sau khi bình tâm lại thì khí chất vô song, quốc sắc thiên hương. Nàng quả thật rất mạnh mẽ, năm đó dù bị truyền nhân tiên điện cùng một đám sơ đại truy đuổi thế nhưng cũng chỉ là bị thương mà không hề bị bắt giữ. Hiện giờ, Thạch Hạo phát hiện trên trán nàng có thêm một dấu ấn phủ văn màu vàng, rõ ràng là tiến hóa thêm một bước, mạnh hơn nhiều trước đây. Trong quá trình này, Thanh Y và Thỏ Nhỏ nói bóng nói gió, thêm vào cái miệng bà tám của đà thần Thạch, mấy người cuối cùng cũng biết được chuyện ngày đó. Tỷ, chuyện như thế mà tỷ cũng chịu được sao? Mặt to của Thỏ Nhỏ xoay tròn, cố ý gây xích mích nói, hắn lại cắt đi toàn bộ lông vũ đẹp đẽ của tỷ, tương đương với làm hỏng chiến y của tỷ, lại như kéo quần áo trên người tỷ xuống, cũng tương tự. Thiếu nữ tóc bạc nhanh tay che lại miệng nhỏ, thực sự càng nói càng kỳ cục. Chuyện như vậy, ta không thể nhịn được, thỏ nhỏ mạnh mẽ tránh ra, của quả đấm giữ dằn nói, cố ý thêm dầu vào lửa. Bốc! Thạch hạo tỉnh táo hẳn, nhanh chóng tiến tới gõ mạnh lên cái chán trắng nõn của thỏ nhỏ làm nàng đau đến chảy nước mắt, là hết không thôi. Họ thạch kia, ta liều mạng với ngươi, thỏ nhỏ dương nhanh mùa vuốt muội muội ta ủng hộ ngươi chuyện như thế sao có thể nhịn được thiếu nữ tóc bạc mỉm cười tốt bụng xoa chán cho nàng thế nhưng dùng lực quá mạnh đau đến nỗi thỏ nhỏ la oai oái mấy người cùng bắt nạt ta thỏ nhỏ thở phì phò quay người sang chỗ khác thành y hé miệng cười duyên sau đó gọi mọi người cùng ăn thức ngon uống rượu quý bầu không khí nhanh chóng vui vẻ tuy nhiên lâu lâu thiếu nữ tóc bạc vẫn không nhịn được muốn đánh thạch hạo một trận thạch hạo vì muốn hòa hoãn quan hệ nên lấy lòng lấy lòng vừa chúc rượu vừa xé một đoạn cánh vàng ươm bóng loáng mà suy quỷ khiến nói một câu cầm ăn gì bổ nấy mấy người không nói gì đồng loạt nhìn hắn ánh mắt thiếu nữ tóc bạc như muốn giết người nhìn hắn với ý rằng người cố ý phải không oai sao ngươi không hóa thành đôi cánh trắng như tuyết kia chứ ta cảm thấy lấy hình người thêm vào đôi cánh thần thánh thì nhất định là kinh diễm phong thái tuyệt thế lúc trước khi ta vuốt vuốt thì đã cảm thấy thạch hạo mang theo hơi rượu vô cùng mạnh dạng nói, thế nhưng rất nhanh tỉnh táo lại thì im bặt đi. Cố ý, chắc chắn cố ý, thiếu nữ tóc bạc càng nghĩ càng giận, cầm chén vua nôm lên chán hắn. Hoài, ngươi làm gì thế? Đây là thần tửu, đừng lãng phí, thạch hạo nói. Kim văn bạch hổ, thiếu nữ tóc bạc tuyết lâm nhìn thịt cọp có phù văn màu vàng trong đỉnh, về mặt kinh ngạc, nàng đã nhận ra đây là thanh thú của thần miếu, nhưng lại bị mấy người này nấu chín có là gì đâu, thỏ nhỏ dương dương đắc ý, chỉ cánh thần vàng ống trong tay mình nói, đây là cánh của đoạn thần tử. Phụt Miếng thịt vừa mới đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp kia liền văng ra, đối với một bộ tộc tuyết hoàng luôn chú ý phong thái và khí độ mà nói thì quá mất mặt. Chỉ vì nàng thật sự chấn kinh. Đoạn thần tử mạnh mẽ cỡ nào lại bị thả hầm trong đỉnh, nướng trên lửa, bị người khác ăn, quá kinh người ngay cả huyết thống mạnh mẽ nghịch thiên, tương lai có thể trở thành tuyết hoàng chân chính như nàng cũng cảm thấy chẳng biết nói gì cho đúng, chỉ biết trận tròn hai mắt vì quá kinh ngạc. Chuyện này quá phi lý, quái thai cổ đại trở thành món ăn trên bàn, chỉ vừa tưởng tượng thôi là đã thấy điên khùng, khiến người ta khó có thể tin. Người, thật sự tu thành một tia tiến khí, rất lâu sau, hai mắt tuyết lâm sáng rực mang theo vẻ lạ lùng nhìn chăm chăm thạch hạo đang chuẩn bị tu ra tia thứ hai này, thạch hạo vẻ mặt hờ hững, làm ra dáng cao nhân. Lợi hại như vậy à, từ xưa đến nay, nhiều kỳ tài đều đã thất bại, mà ta cũng mới chuẩn bị đi đường này, người lại thành công rồi sao, tuyết lâm thực sự bị đè ép. Nàng được gọi là kỳ tài tuyệt thế, là một trong những sơ đại mạnh mẽ nhất thời này, kết quả lại phát hiện trên con đường này có người đã đứng ở đỉnh cao nhất, mắt dõi nhìn nàng, đây chính là loại đà kích không nhỏ. Ông, ừ, ta có thể chỉ điểm cho ngươi một chút, bảo đảm mi bước ra được bước kia, thạch hạo vẫn một dáng vẻ hờ hứng. Người muốn tuyết lâm tỉ tỉ theo ngươi, thu làm thỏ nhỏ xíu ra thì thầm, muốn đấm vào bộ mặt lưu manh của hắn. Tuyết lâm chủ động che miệng nàng lại, nàng xem như đã hiểu, thỏ nhỏ nhìn thì ngây thơ nhưng lại e thiên hạ không loạn, là một tiểu ma đầu. Đương nhiên, nàng cũng chừng thạch hạo một cái. Khục, tuyết lâm muội muội, ngày nói, ngày đó ngươi phát hiện manh mối của cung điện trí tôn, thạch hạo không giấu vết hoàn toàn lòi đuôi cáo. Ngày đó, Tuyết Lâm bị đuổi giết chính là nghe nói nàng tận mắt nhìn thấy cung điện trí tôn lần nữa trở về thượng giới và biết rõ nó ở đâu. Tuyết Lâm lập tức cảnh giác, vẻ mặt không lành nhìn hắn. Nói thế này, ngươi chỉ cần nói cho ta biết cung điện trí tôn ở nơi nào, ta lập tức cho ngươi một vận may lớn, bảo đảm sau này ngươi có thể hóa thành phượng hoàng bất tử thật sự, Thạch Hạo nói. Tuyết Lâm bĩu môi, căn bản không tin tưởng. Cái này đủ không? Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái đỉnh ngọc, mở ra nơi này lập tức bị khí tức thần thánh bao trùm. Đây là khe gì, tuyết lâm giật mình. Một nửa tiên thể, thạch hạo nói, cũng bổ sung có thể cho nàng một phần.